ủng hộ ông Nguyễn Thanh Tú đòi công lý cho cha mình là cố nhà báo Đàm Phong bị nhóm sát thủ bí mật K9 của Việt Tân sát hại. Xin nhà báo cho biết diễn biến vụ kiện cho đến nay như thế nào và mong nhà báo có thể tóm tắt quá trình ạ. Dạ vâng, thì thưa quý khán giả, vấn đề Nguyễn Thanh Tú thì thật sự rằng chúng tôi hoàn toàn không biết Nguyễn Thanh Tú và chúng tôi chưa bao giờ gặp, cho tới khi mà chúng tôi thấy một cái thông báo bắt đầu là thông báo số 1, số 2 này kia thì chúng tôi bắt đầu có liên lạc với Tú. Thì tôi hỏi Tú là cần chú có giúp đỡ gì không, thì Tú bảo rằng là chúng tôi không có, cháu không cần sự giúp đỡ, tại vì tất cả những cái tài liệu của về những người sát thủ bố cháu thì cháu đã có rồi, và cháu thì chỉ muốn rằng tất cả những tin tức của cháu được phổ biến rộng rãi cho cái cộng đồng Việt Nam để mà vạch trần những cái tội ác của những người Việt Tân. Cái việc làm của cháu sẽ không làm cho bố cháu sống lại, nhưng mà nó sẽ làm cho tất cả những người Việt hải ngoại sẽ hiểu ra được có một cái tổ chức. Cháu không muốn truy tố những cái người mà đã giết bố cháu, bởi vì cháu đã biết những người đó là ai nữa. Nhưng mà cháu chỉ muốn làm một công việc để mà trả lại công đạo cho một người bị là bố cháu, ký giả Nguyễn Đạo Phong bị sát hại. Và trong cái đơn kiện này, thưa quý khán giả, quý vị đừng có lẫn lộn ông Nguyễn Thanh Tú y kiện Đảng Việt Tân vì ám sát bố của ông, hoàn toàn không có. Ông Nguyễn Thanh Tú chỉ kiện những cái tổ chức như là Việt Tân, RFA, như là ông Nguyễn Văn Khanh, như là ông Phạm Phú Thiện Giao, Tờ Báo Người Việt, những cái người trong danh sách đó, tổ chức của cứu người vượt biển của Nguyễn Đình Thắng, thì những cái tổ chức đó đó ông Thanh Tú chỉ thưa họ về cái tội vi phạm luật pháp của nước Mỹ, tức là tổ chức gây quỹ bất hợp pháp, tổ chức lấy tiền và vận động để chống lại một quốc gia khác, và lươn lẹo tiền bạc, lươn lẹo vào những cái khai thuế hoặc là không đóng thuế. Đó là điều mà Nguyễn Thanh Tú ông làm, và tôi nghĩ rằng đây là một cái kế sách rất là hay mà luật sư họ đưa ra để cho Nguyễn Thanh Tú đi. Nếu mà Nguyễn Thanh Tú thưa những người giết bố mình thì chỉ có những người bị giết đó hoặc một vài người mà đứng ra nhận rằng đã mà mướn những người này bị tù mà thôi, nhưng mà tổ chức Việt Tân sẽ không bị giải tán. Và cái cách thức mà Nguyễn Thanh Tú làm như vậy đó, là Đảng Việt Tân sẽ bị giải tán sau khi có kết quả của tòa án. Dù là kết quả bất lợi hay là có lợi cho Nguyễn Thanh Tú đi nữa thì cái tổ chức Việt Tân cũng sẽ tan rã, bởi vì những cái sự thật đó sẽ được đưa ra công khai trên báo chí Hoa Kỳ cũng như là báo chí Việt ngữ. Thì lúc đó thì mọi người đã biết rằng là mấy chục năm nay mình đã bị lừa dối. Chỉ có một điều bà con hỏi chúng tôi rằng á, tại sao 30 năm trước, 34 năm trước bị chìm xuồng mà bây giờ lại kéo ra mà mang cái vụ này ra không bị chìm xuồng nữa hay sao? Thì tôi đang nói thẳng luôn, cái vấn đề chìm xuồng trước đây đó là do một kỹ thuật gọi là luật lệ của tòa án. Thí dụ tòa án ấn định ngày 1 tháng 11 năm 2018 quý vị phải nộp cái đơn rồi. Thì cái ngày 1 tháng 1 năm 2018 đó, cái người nào đi đứng đơn kiện không có nộp thì sẽ coi như là hủy bỏ. Và cách đây 34 năm, cái người mà truy tố cái vụ này là công tố viên, và cái người mà lập những hồ sơ này đó là FBI. FBI đã thay bà Patty David trước khi mà nộp cái đơn này cho tòa án, tức là trước đây 34 năm. Và bà này đã không nộp đơn đúng cái hạn kỳ mà tòa án ấn định, và cái vụ kiện đã bị xếp xó. Đó là cái lý do mà tại sao cái vụ kiện mà những nhà năm nhà báo bị tổ chức Việt Tân ám sát mà bị
kịp chuồng. Thì đối với chúng tôi rằng á, trong cái rủi nó cũng có cái may. Nhờ cái rủi đó đó, nếu mà lúc đó 34 năm trước những người mà giết ký giả Đạm Phong và bốn nhà báo kia bị bắt thì họ ở tù và đời này họ cũng đã được thả ra rồi. Mà nhờ cái vụ án vì không có được xử như vậy, bây giờ Nguyễn Anh Tú mới quay trở lại vụ án bằng một cái hình thức khác là thưa cái tổ chức Việt Tân đang vi phạm luật lệ nước Mỹ. Và cái đây là một cái mà người Mỹ họ không bao giờ muốn hết. Tại sao tôi đi làm tôi cong lưng ra tôi đóng thuế mà cái thằng Việt Tân này nó lại không chịu đóng thuế, nó lưa lẹo như vậy? Thì tôi trả lời cho các bạn nào mà đã sợ rằng cái vụ án này sẽ bị chìm xuồng là rất là khó. Khó là ở chỗ nào? Chỉ có khi nào mà ông quan tòa tuyên bố rằng không xử cái vụ án này vì lý do không đủ dữ kiện thì cái vụ án này sẽ bị xóa bỏ. Nhưng mà đó, cái vụ án này đã có ProPublica dính vào, đã có Washington Post, đã có New York Times, đã có tổ chức bảo vệ ký giả quốc tế nhúng tay vào. Thì tôi nghĩ rằng không có một ông chánh án nào dám tuyên bố rằng là không đủ, khỏi đủ điều kiện. Cái điều thứ hai nữa là kết quả giờ này chúng tôi không thể nào khẳng định là Nguyễn Anh Tú thắng hay là thua. Kết quả đó là do ông quan tòa hoặc là bồi thẩm đoàn. Tôi đã hỏi anh Nguyễn Anh Tú sẽ xử bằng cái gì thì Nguyễn Anh Tú dùng bồi thẩm đoàn. Bồi thẩm đoàn thì tùy theo, có thể là 12 người hoặc là có thể là 8 người hoặc là có thể hơn nữa, hoặc là 30 người nữa. Thì trong cái vụ án này thì chúng tôi tin rằng Nguyễn Anh Tú sẽ thắng, bởi vì những tôi đã được đọc 190 trang cái vụ kiện đó, và những cái tài liệu mà Nguyễn Anh Tú có trong đó đều do FBI hoặc là Sở Thuế vụ của Liên bang Hoa Kỳ, tức là IRS cung cấp. Nguyễn Anh Tú hoặc là chúng tôi là những nhà báo không thể nào có được những tài liệu đó nếu mà mình không có được một cái sự giúp đỡ nào. Thì chúng tôi nghĩ rằng sau lưng của Nguyễn Anh Tú chính là ProPublica, tức là một cái cơ quan báo chí không có cần tới tài trợ của nhà nước, mà dù rằng đó là một cơ quan chính thống của chính phủ Hoa Kỳ nhưng lại không nhận tài trợ của Hoa Kỳ, của nhà nước, mà họ dùng những, họ có những nhà doanh gia doanh nghiệp cái này kia ủng hộ tiền bạc cho họ. Và anh ký giả A.G. Thompson đã được cho một cái ngân khoản để hoạt động trong vòng 5 năm để mà đưa cái vụ kiện này ra. Thì những cái tài liệu mới mà họ thu nhập được nó rất là tốt cho cái vụ kiện này, bởi vì nó liên quan tới cái sự mà gọi là khủng bố. Làm sao mà ghép cái tội mà cái nhóm Việt Tân này là khủng bố. Ở bên Mỹ rất là khó ghép vào tội khủng bố nếu người đó không tàng trữ vũ khí ở trong nhà hoặc là có những cái hành động khủng bố. Thì bây giờ đó thì Đảng Việt Tân chắc chắn họ không ngu gì, họ giữ những vũ khí trong nhà. Nhưng mà tài liệu khủng bố thì đã có rất nhiều. Một người trong đó mà tôi có phỏng vấn trong KBT Hải Ngoại đó là anh Trần Văn Bé Tư, đã bị ở tù 7 năm về tội ám sát ông Trần Khánh Vân. Ông Trần Khánh Vân là một trong những người Việt Nam đầu tiên về Việt Nam đầu tư và đã tuyên bố rằng là ủng hộ tư tưởng Hồ Chí Minh. Thì anh Trần Văn Bé Tư là người đi bắn đó. Trần Văn Bé Tư là một thành viên của Đảng Việt Tân. Thì anh Trần Khánh Vân không bị chết, nhưng mà những cái người ký giả khác bị chết. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái vụ án này họ không đặt vấn đề thưa thủ phạm giết năm nhà báo, mà họ muốn rằng thưa một cái tổ chức đang hoạt động trên đất Mỹ, đang lường gạt chính phủ Mỹ và lường gạt nhân dân Hoa Kỳ bằng hình thức trốn thuế, tức là kiếm lợi tức nhưng mà không khai thuế. Thì cái điều đó là một cái chi tiết đơn giản và tóm gọn và về cái vụ kiện của anh Nguyễn Anh Tú. Còn nhiều người hỏi là khi nào xử thì rất là tùy theo. Như cái vụ mà tôi kiện cộng đồng Việt Nam Nam California, trong đó có ông Phan Thị Nhơn đó, kéo dài tới 3 năm rưỡi tòa mới xử.
tòa bắt đầu xử, thì khi mà tòa xử đó thì họ yêu cầu là hòa giải, bên phía bên kia họ xin được hòa giải, thì tôi đưa ra điều kiện hòa giải và chúng tôi nói chuyện ra hòa giải, bởi vì chúng tôi lấy đúng cái chủ trương của Thứ trưởng Nguyễn Anh Trơn hay nói là lấy chí nhân thay cường đạo, lấy đạo nghĩa thắng hung tàn. Và ông tổng lãnh sự Nguyễn Ba Hùng có nói với anh Hùng, anh Hùng, tôi đề nghị anh nếu anh tha được cho họ, anh nên tha, là bởi vì đó anh đòi cái số tiền, có thể anh sẽ thu về được số tiền, nhưng mà họ sẽ thù anh suốt đời. Còn nếu anh tha cho họ thì có thể là họ vẫn thù anh, nhưng mà họ không có căm. Họ không có căm là bởi vì họ phải mất cái tiền để mà bồi thường cho anh. Thì bây giờ cái vấn đề mà anh tha cho họ đó, anh sẽ được cái mà gọi là được lòng nhiều người hơn là... Thì không phải là tôi nghe lời của ông tổng lãnh sự, mà tôi chỉ muốn nói lên đấy, cái tinh thần nhân bản của người cộng sản. Họ đã thật sự những cái vụ kiện tôi với lại cộng đồng nó chẳng liên quan gì tới họ hết, nhưng mà đó họ cũng đưa góp ý kiến là tôi nên bãi nạn. Và tôi nói là như vậy, có lẽ những người chống cộng cực đoan hoặc những người mà nạn nhân bị tôi thưa đó, thì họ nghĩ rằng là tôi là gọi là nâng bi hay là gọi là nịnh bợ Đảng Cộng sản. Thật sự không phải như vậy. Và tôi chỉ muốn nói cho quý vị, trong cái quyết định của tôi đó, không phải tôi nghe lời ông tổng lãnh sự Nguyễn Ba Hùng, mà trong cái quyết định của tôi đó đi hợp với lại quyết nhiều ý kiến của nhiều người, không phải một mình ông Nguyễn Ba Hùng, kể cả những người Việt Nam Cộng hòa năn nỉ tôi bỏ qua cái vụ kiện này. Và tôi nghĩ rằng từ ngày tôi bỏ qua cái vụ kiện này thì cộng đồng không có một cái thái độ hằn học đối với tôi nữa, mặc dù bây giờ nó cũng giống như là một cái sợi dây mình cắt ra nó đứt, mình nối lại nó không có liền giống như ngày trước đó. Nó là một cái gút ở giữa để nối lại. Và không phải như vậy mà chúng tôi có quyền trở lại những cái sinh hoạt cộng đồng nữa. Họ vẫn tẩy chay thôi, nhưng mà đối với tôi cái đó tôi không cần. Tôi chứng minh cho họ biết rằng á, bất cứ một cái sinh hoạt nào của họ trong vòng nửa tiếng đồng hồ là tôi có video của họ. Bởi vì cuộc đời mà có tiền thì mua tiền cũng được, thì tôi mua cái cuốn video là tôi có ngay. Lúc đầu họ nghi rằng là tôi đặt máy camera trong phòng của ông Nguyễn Xuân Nghĩa, để tôi đặt máy ghi âm này nha, tôi nghe được những cái buổi họp của họ. Nhưng mà họ lầm. Nhà báo Nguyễn Phương Hùng chỉ ngồi nhà thôi mà có đầy đủ chi tiết, có đầy đủ tài liệu. Tôi đưa cả những cái video lên, họ rất là giật mình và họ không biết là video đó ở đâu. Thì cái vấn đề anh Nguyễn Thành Tú, tôi tin chắc rằng anh Nguyễn Thành Tú anh rất tự tin. Và cái cuộc kiện này đó sẽ tốn rất nhiều tiền. Hiện tại bây giờ thì tạm thời là chưa có tốn tiền nhiều, mặc dù anh Tú đã tốn khá nhiều tiền trong cái việc mà anh phải đi đây đi đó, đi lên Washington DC là trình bày trước cái ủy ban tư chế định pháp của Quốc hội Hoa Kỳ, lưỡng viện Hoa Kỳ, trước cả FBI, những cái tài liệu đó anh có được hoặc là những tài liệu do FBI đưa cho anh được. Và tổ chức bảo vệ ký giả quốc tế họ đã viết thơ lên cho cái ủy ban tư pháp của Quốc hội Hoa Kỳ yêu cầu mở lại cái hồ sơ này, họ yêu cầu điều tra những người sát nhân. Nhưng mà anh Tú ấy lại đi một con đường khác, anh thưa những cái tổ chức này vi phạm luật lệ Hoa Kỳ. Mà thêm một điều chúng tôi xin nhắc lại quý vị, một tuần trước khi chúng tôi đi Việt Nam, chúng tôi ra hội đồng thành phố của thành phố Westminster, thì ở Việt Nam đó cái cấp quận nó cao hơn là cấp thành phố. Một cái quận cam của chúng tôi có 27 thành phố. Ở bên Việt Nam thì thành phố thì có nhiều quận. Thí dụ như là thành phố Hồ Chí Minh có tới 12 quận, quận 12. Thì ở bên Việt, bên Mỹ thì thành phố là xong, không có huyện, có xã, có gì ở dưới đó nữa. Thôn là cấp thành phố. Tôi có ra thành phố và tôi có đặt vấn đề với lại ông Tạ Đức Chí. Ông là một thị trưởng và ông phải biết luật của Hoa Kỳ. Khi mà gia nhập vào quốc tịch Mỹ, anh phải trả lời một câu
Bạn có bao giờ gia nhập một tổ chức nào hoặc trực tiếp, gián tiếp để đánh phá một quốc gia khác ngoài Hoa Kỳ hay không? Rồi, khi mà vào trại xanh thì có một câu rằng đó, bạn có bao giờ gia nhập bất cứ một cái tổ chức nào mà có những cái buổi hội họp, rồi có những cái buổi bàn luận để dùng cái đất nước Hoa Kỳ này là một cơ sở để tấn công một quốc gia khác hay không? Thì cái vấn đề Việt Tân làm, đang làm đúng hay không? Chắc chắn là không. Tại sao ông Hoàng Cơ Minh không dám khai mình là người Việt Nam? Trong cái hồ sơ ông Hồ Hoàng Cơ Minh, ông đã chối bỏ con người Việt Nam của ông chối bỏ quốc tịch Việt Nam. Ông khai với sở di trú trong cái khi rằng ông là người vô tổ quốc. Thì một người vô tổ quốc như Hoàng Cơ Minh mà đòi cái là lật đổ một cái chính quyền hiện hữu để thiết lập một chính phủ ở trong một đất nước Việt Nam, có hợp lý hay không? Tại sao ông nói là ông vô chính phủ? Thì đó là cái vấn đề, là một cái đáy của cái câu hỏi này. Ông Hoàng Cơ Minh không muốn mang tiếng ở Mỹ, dùng cái nước Mỹ để tấn công một nước Việt Nam, ông ấy là người Việt Nam, để ông tránh được một phần nào cái tội là ông thành lập một cái tổ chức, gọi là tổ chức đầu tiên gọi là Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam. Sau này đó, chúng tôi hay gọi là gọi tắt là mặt trận ấy, mặt trận. Thì sau này đó thì họ mới nói rằng họ là Việt Tân. Thì đúng là thì Việt Tân với Mặt trận cũng giống như nhau, tất cả những người ở Việt Tân đều là của Mặt trận và những người Mặt trận đều là của Việt Tân. Thì vấn đề Nguyễn Thanh Tú, chúng tôi chỉ có thể trình bày như vậy. Lẽ tất nhiên chúng tôi biết nhiều hơn nữa, nhưng mà vì lý do kỹ thuật mà khi mà ra tòa án có nhiều lý do chúng tôi không có thể tiết lộ được ở đây, bởi vì phía bên luật bên Việt Tân họ sẽ biết được và họ sẽ tìm cách để hóa giải những cái chiêu mà Nguyễn Thanh Tú sẽ sử dụng tại trong tòa án. Chúng tôi có cảm giác giống như là ông Nguyễn Thanh Tú đang đơn độc ở Mỹ thì phải, vì ông nhận được sự ủng hộ hỗ trợ từ người Mỹ như là cơ quan tình báo CIA, FBI hay là giới truyền thông Mỹ nhiều hơn là từ cộng đồng của mình. Trong khi thì ông Tú luôn cố gắng giải thích cho họ là ông đang đấu tranh vì cộng đồng người Việt và sẵn sàng bỏ qua mối thù với kẻ giết cha để trừng trị nguyên nhân gốc rễ dẫn đến cái chết của cha mình và biến cộng đồng người Việt thành con tin cho Việt Tân thao túng. Phải chăng là cộng đồng người Việt vẫn tin vào Việt Tân, hay là vẫn sợ bị trả thù, sợ bị trục mũ là cộng sản? Cái lực lượng Việt Tân vẫn còn mạnh, như là ông Nguyễn Mạnh Cường hay nói trong cái những hội luận của KBG hải ngoại, chúng tôi xin xác nhận lực lượng Việt Tân tôi nắm trong tay và tôi biết họ không có mạnh, nhưng mà họ biết cách để vận dụng cái tuyên truyền ở trong cái khối người Việt cộng đồng. Còn anh Nguyễn Thanh Tú tại sao không được sự ủng hộ, là bởi vì đó, đối với những người Việt Nam đang sống ở hải ngoại, trừ một số người đó đi theo một cái chủ nghĩa cực đoan là muốn giải thể chế độ cộng sản, còn đa số tất cả mọi người ấy rất là gọi là họ nghĩ tới một cái chuyện an thân, không ai muốn tự nhiên gây sự với lại đảng cộng sản với lại đảng Việt Tân để làm gì, không có lợi cho họ. Còn cái chuyện Nguyễn Thanh Tú là bây giờ bố cũng đằng nào cũng chết rồi, có thừa Việt Tân thắng hay bại, nhưng mà anh Nguyễn Thanh Tú được một cái sự ủng hộ ngấm ngầm. Tôi đơn cử một ví dụ như cái buổi họp ở bên Houston vừa rồi, Houston thì có một số nhà báo của anh Nguyễn Thanh Tú nói rằng chúng tôi sẽ không đến, ngay bà Hoàng Lan Chi có nói có biết chúng tôi không đến vì có sự hiện diện của KBC hải ngoại. Tôi nói là quý vị đi làm tin, quý vị lấy tin của buổi họp báo hay là quý vị lấy tin vì cái sự đố kỵ với chúng tôi, tại sao quý vị lại không chấp nhận sự có mặt của KBC hải ngoại? Tôi trả lời ngay Hoàng Văn Lan Chi, phải chăng quý vị sợ rằng khi mà quý vị tới, quý vị tường trình cái sự kiện
theo cái chiều hướng của quý vị dẫn dắt sai lạc đối với dư luận của người Việt hải ngoại sẽ bị KBC hải ngoại nói ngược lại. Bởi vì chúng tôi nói bằng ống kính, chúng tôi nói bằng video, chúng tôi nói bằng những cái lời thâu của Nguyễn Thanh Tú. Thành ra cái vấn đề mà cái câu hỏi đó nói ra đó, thì thứ nhất là có phải là cộng đồng mình vẫn còn sợ. Thì tôi có thể nói rằng đó, sợ thì thật sự là không ai còn sợ nữa. Nhưng mà bị bêu xấu thì cộng đồng họ rất là sợ cái chuyện đó. Bởi vì thứ nhất là nếu là bố mẹ sợ rằng con cái mình vô tình nó mở cái đài phát thanh rồi nghe bố mẹ mình bị chửi. Và có những đứa trẻ có thể nó nóng giận, nó có thể nó làm những cái hành động mà hủy hoại được cái tương lai của nó. Sát súng tới nhà nó bắn chẳng hạn vậy, mày chửi bố mẹ tao bắn mày chết, thì thằng nó đi ở tù. Đó là những lý do mà họ không dám, họ không muốn là đụng chạm, và thôi kẻ này yên thân. Còn cái thứ ba mà bây giờ đó là họ còn được sự ủng hộ của cộng đồng hay không, chúng tôi nghĩ rằng cho tới giờ phút này là hết rồi. Nhất là những cái bài viết, những cái video và những cái buổi hội luận của KBC hải ngoại đã giải tỏa tất cả những cái mà câu hỏi thắc mắc của cộng đồng của bà con mình từ trước đến nay là cái tổ chức Việt Tân. Và hiện tại bây giờ chúng tôi biết rất nhiều đảng viên của Việt Tân đã rút lui, tại vì họ tâm lý mà một cái xuồng mà đã bị lủng cái lỗ thì nước nó vào, nó bị rò rỉ rồi nước nó sẽ vào, và cái xuồng đó ngày nào nó sẽ bị chìm. Thì những người khôn ngoan thì nhảy ra khỏi xuồng trước khi mà cái xuồng nó chìm. Thành ra Việt Tân bây giờ họ cũng bị đau khổ vì vấn đề mà một số đảng viên để rút lui. Còn những một số đảng viên bị sống chết đương nhiên bị kẹt rồi. Cái tên Việt Tân ấy, họ thắng được, nhưng mà ngược lại là họ phải cho quan tòa biết 12 thành viên chính thức đã hoạt động trong đảng Việt Tân. Thì những người đó chúng tôi nghĩ rằng họ sẽ tới bị bản tuần đề tội. Và cộng đồng Việt Nam thì bây giờ thật, tôi nói là rất là ích kỷ. Mặc dù Nguyễn Thanh Tú nói rằng cái vụ kiện của tôi giúp cho cộng đồng Việt Nam mình, nhiều người thì nói rằng anh chẳng giúp gì tôi hết, tại tôi có đóng tiền làm Việt Tân đâu mà giúp tôi. Đấy. Nhưng mà có nhiều người từng đóng tiền rồi thì bây giờ bắt đầu nghĩa là sáng mắt ra, hoặc là nghĩa là cay cú những cái việc làm của Việt Tân đối với mình ngày xưa nay bị một cái cuộc lừa vĩ đại. Tôi biết một ông bạn là bố nuôi của tôi luôn á, ông bạn của ông cụ tôi, thì cả gia đình thức đêm để nấu bánh chưng, bán 3 ngày trong hội chợ Tết, tất cả tiền bán bánh chưng đó đều giao cho Việt Tân hết. Và tôi nghĩ rằng những gia đình đó bây giờ đều được mở mắt hết. Thì cái việc vụ kiện của Nguyễn Thanh Tú tại sao là cô đơn, thật sự Nguyễn Thanh Tú không cô đơn, là bởi vì có rất nhiều người giúp âm thầm hoặc giúp công khai, như là tôi giúp công khai. Nhưng có nhiều người, nhà báo Nguyễn Vũ cũng ủng hộ cho Nguyễn Thanh Tú. Còn nói rằng là tại sao không được cộng đồng Việt Nam ủng hộ. Cộng đồng Việt Nam không phải là quan tòa, và cộng đồng Việt Nam không phải là tiếng nói mạnh có thể là thuyết phục được dư luận của Hoa Kỳ. Những người thuyết phục được dư luận của Hoa Kỳ chính là những tờ báo Washington Times, Washington Post, New York Times, ProPublica, tổ chức bảo vệ ký giả. Những người này giúp cho Nguyễn Thanh Tú, ngay cả FBI nó cũng giúp cho Nguyễn Thanh Tú. Những cái người này ít nhưng mà họ quan trọng hơn cả cộng đồng Việt Nam. Bây giờ 4 triệu người Việt Nam lên đồng ý ủng hộ Nguyễn Thanh Tú, yêu cầu truy tố đảng Việt Tân, nó cũng không giá trị bằng những cái mà tổ chức mà chúng tôi vừa nói ra. Bởi vì những cái người này danh có tránh ấy, thì ngôn nó mới thuận. Thì những người này là những cái tổ chức có tiếng tăm ở nước Mỹ từ xưa đến nay. Và thứ hai nữa, những đối với lại dư luận Mỹ thì những người dân Việt Nam ở những bên đó nó chỉ là những tiếng nói ấy, như là những cái bong bóng này trong một cái
mà vũng nước thôi. Nó không có một tiếng nói gì và không có nhân danh một tổ chức nào. Và ngay cái những cái tổ chức cộng đồng Việt Nam đối với người Mỹ họ không coi ra là cái gì hết, họ chỉ coi là một cái tổ chức để lập ra để mà gọi là vui chơi nói chuyện với nhau. Thành ra chúng tôi không nghĩ rằng là không được cộng đồng Việt Nam ủng hộ là Nguyễn Anh Tú là cô đơn. Và ngược lại, những cái tổ chức mà đang ủng hộ Nguyễn Anh Tú chính là những cái lực lượng cần thiết để giúp cho Nguyễn Anh Tú giải quyết được cái kết quả trong tòa án. Trong chuyến về Việt Nam thì chuyến đi về Việt Nam của ông Nguyễn Anh Tú đã giúp cho ông có thêm được một số nhân chứng cho tội ác của Việt Tân. Nhưng mà tại sao việc làm này có lợi cho nhà nước Việt Nam nhưng mà ông Tú lại không dám công khai trước khi về nước, không thông báo hay là yêu cầu sự giúp đỡ từ cộng đồng yêu nước trong ở trong nước? Những cộng đồng mà đều đang đón chờ ông Tú và sẵn sàng ủng hộ ông Tú thì là họ đều cam kết Việt Tân ạ. Cái câu hỏi nó rất là tế nhị là ở chỗ này. Và nếu mà chú nói cái điều này đó, nếu mà không có phiền lòng cháu thì chú cũng đành chịu thôi, bởi mình cần phải nói cái sự thật. Nguyễn Anh Tú cũng giống như là những người Việt hải ngoại không có ưa nhà nước, họ không thích những người cộng sản, và họ vẫn có cái thành kiến là nếu mà cái hệ thống công an với này kia ở trong nước kiểm soát kỹ. Đó là lý do tại sao Nguyễn Thanh Tú âm thầm. Thành ra cái điều này cũng giải thích được một cái điều là có những nguồn tin nói là Nguyễn Thanh Tú là người của công an Việt Nam giật dây hay là mua chuộc để mà đưa về Việt Nam để phỏng vấn những người này. Thật sự rằng công an Việt Nam á, tôi nghĩ là chắc chắn họ biết Thanh Tú này, không chứ bằng là không, nhưng mà họ không làm cái điều gì hết. Bởi vì cái việc làm của Thanh Tú nó không có đụng chạm gì tới an ninh của đất nước Việt Nam. Và như là Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn vẫn luôn luôn nói với chúng tôi từ xưa nay, anh Hùng, anh thấy anh về Việt Nam anh được tự do, không ai theo dõi anh, không ai làm gì anh hết, anh muốn làm gì anh làm, nhưng mà nếu mà anh cầm cái lá cờ vàng ba chọc đỏ ra là anh có chuyện. Thì đó thì cái vấn đề Thanh Tú như vậy. Tôi biết Thanh Tú đi về Việt Nam, cái điều đó đúng. Tôi có nói chuyện với lại anh Dương Xuân Phương, một bác Trần Nguyễn Mạnh Cường. Tú ngày đó, tháng đó, các bác giữ giùm cho tôi nhé, đừng có tiết lộ, đừng có nói chuyện với ai là Tú có đi Việt Nam. Nhưng mà tôi biết ngày đó Tú sẽ đi Việt Nam, bởi vì vấn đề này rất là quan trọng. Tú nó sẽ gặp những thành viên ở trong mặt trận, tức là bên Việt Tân, đã bị bắt từ 15 năm tù, 13 năm tù và 11 năm tù. Một trong những người đó là cận vệ cho ông Hoàng Cơ Bình. Thì Nguyễn Anh Tú về, đương nhiên đã có một cái sự móc nối, thì cái móc nối nào đó thì chúng tôi không biết, hoàn toàn chúng tôi không biết. Nhưng mà tôi nghĩ rằng công an chắc chắn biết Nguyễn Anh Tú đi về Việt Nam. Bởi vì khi mà mình về Việt Nam mình làm visa chiếu khám thì đương nhiên người ta biết mình là ai, và người ta chắc chắn là ở bên an ninh họ bắt buộc phải điều tra người này trước khi họ cấp một cái visa cho quý vị vào Việt Nam. Thì cái vấn đề mà những cái người mà ghét đảng Việt Tân ấy, thì ủng hộ cho Thanh Tú, điều đó rất là đúng. Và không phải là chỉ có ba người. Nguyễn Thanh Tú đã có một cái kế hoạch rất là hay. Anh đi du lịch Việt Nam, tức là mang vợ, mà con đi. Đây là một sự hy sinh của vợ và con của Tú nữa. Chú hỏi tôi, chú Hùng, cháu muốn về với nó, cháu đi du lịch, thì du lịch địa điểm nào hay nhất? Tôi bảo là nếu mà Tú về Hà Nội đó, thì đi du lịch nó hay hơn, tại vì trong miền Nam nó ít địa điểm nào, nhưng mà miền Nam thì bây giờ chỉ có mấy Mũi Né, Phú Quốc, mấy Côn Sơn thôi. Nhưng mà nên đi vịnh Hạ Long, thì Tú bảo lý do, tôi bảo là tại vì vịnh Hạ Long là được mới được bầu làm
trong chỗ 7 tân kỳ quan của thế giới. Thì mình người Việt Nam mình đi về cái đó, nó bảo với lại nó không khí nó êm đẹp, rồi có núi non, rồi có nước nôi đầy đủ hết. Đấy, là có một cái hai cái hòn đảo rất là ý nghĩa, cái là hòn vợ chồng thì Tú vẫn dẫn vợ đi. Thành ra không có ai nghĩ rằng là Tú đi về Việt Nam vì đi gặp những người đảo Việt Tân. Nhưng mà sau đó thì Tú đi vào trong thành phố Hồ Chí Minh thì gặp những anh em của Việt Tân. Thì một người ở bên gần phi trường Liên Khương, còn hai người kia ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Và để làm cái công việc này đó, Tú mang theo những người đi quay phim. Bởi vì cuốn phim mà quý vị đã nhìn thấy trong Nguyễn Anh Tú chiếu và KBG ngoại đã đưa lên đó, là những người quay phim rất là chuyên nghiệp. Họ ghép phim rất là hay và làm những cái rất là chuyên nghiệp. Vì chuyên nghiệp quá đó, thành ra một số đài truyền hình và một số tổ chức mà theo Việt Tân đó, họ cho rằng có một cái sự giàn dựng. Tại vì đã mang theo một cái equip quay phim như vậy, tất cả phải giàn dựng. Họ còn nghĩa là lộng ngôn và nói như thế này nữa. Chưa chắc những người mà phỏng vấn đó là thành viên của Đảng Việt Tân. Nhưng mà Nguyễn Anh Tú đã cẩn thận chụp được cả những cái tấm thẻ mà gọi là đảng viên của Đảng Việt Tân, ngày gia nhập, chức vụ có đầy đủ hết. Rồi khi mà Thanh Tú trở lại thì Thanh Tú mở cái cuộc họp báo, FBI yêu cầu Thanh Tú không chiếu hết cuốn phim. Thưa quý vị, cuốn phim mà quý vị coi được ở trên KBG hải ngoại chỉ 1/3 của cái cuốn phim chính thức. 2/3 còn lại sẽ được mang ra chiếu tại tòa. Bởi vì FBI không bảo Thanh Tú, đề nghị Nguyễn Thanh Tú không chiếu tất cả ra. Bởi vì 2/3 đó là những cái phần rất là quan trọng. Nếu mà tiết lộ ra thì bên Việt Tân họ sẽ tìm cách, họ làm cách nào hóa giải được những cái chi tiết mà Nguyễn Thanh Tú đã chiếu. Thành ra 2/3 cuốn phim không được tiết lộ cho ra ngoài công cộng. Và chúng tôi kêu gọi quý vị là thông cảm cho Nguyễn Thanh Tú ở chỗ này. Bởi vì cái vụ kiện nó rất là quan trọng. Nếu mà đó thua đó thì Nguyễn Thanh Tú không mất gì hết. Cũng chỉ mất cái tiền mà mình đóng cho tòa. Nhưng mà nếu mà thắng đó thì rất nhiều người thắng một cách gián tiếp đi nữa đó, đó là đảng, nhà nước Việt Nam bất chính tự nhiên thành. Nhà nước Việt Nam đâu có ưa tổ chức Việt Tân, mà nếu mà Nguyễn Thanh Tú thắng thì cái tổ chức Việt Tân tự nhiên nó sẽ bị hủy diệt. Mà tổ chức Việt Tân mà đã chấm dứt rồi đó, tôi đã nói rất nhiều lần, khi nào ông Phan Kỳ Nhơn mà ông nằm xuống là không có cộng đồng này, không có biểu tình nữa. Và thưa quý khán giả, bốn tháng nay không có một cuộc biểu tình nào tại Bốn Tre hết, kể từ khi mà ông Phan Kỳ Nhơn tắt tiếng đây này. Ông chưa chết, chừng ông tắt thở ông mới là chết. Ông tắt tiếng đây là ông không nói nữa, thì ông không kêu gọi biểu tình là không có biểu tình. Thì cũng giống như vậy, là Việt Tân sẽ bị chấm dứt nếu mở phiên tòa kết tội kết án của Việt Tân. Còn vấn đề mà cái bản án á, nặng hay nhẹ chúng tôi không quan tâm. Chúng tôi quan tâm rằng á, Việt Tân đã bị truy tố và đã bị kết án, sẽ giúp cho rất rất nhiều người Việt không còn phải bị đóng hụi chết cho tổ chức Việt Tân, và nhà nước Việt Nam không còn phải quan tâm hay đối phó. Thật sự là ấy, nhà nước Việt Nam chẳng bao giờ mà nghĩ là họ đối phó với lại tổ chức Việt Tân. Bằng chứng là Trần Văn Bá vừa về cái là bị bắt liền. Tôi đã coi được những cái cuốn phim mà nghĩa là những chiếc xuồng để sẵn những cái khẩu AK để cho nhóm Trần Văn Bá về leo lên xuồng đi vào ở trong cái những cái mật khu, mà những mật khu đó là chính do công an đặt ra và tổ chức Trần Văn Bá rơi vào bẫy. Họ đối phó với lại quý vị rất là dễ chứ không có gì khó.
Thế nhưng mà đó, cái vụ của Nguyễn Anh Tú vô hình chung giúp cho nhà nước dập tắt được một cái mầm mống mà chống đối ở từ bên hải ngoại, và từ lúc đó trở đi là những cái tuyên truyền cho đồng bào hải ngoại hết rồi, là không còn ai tin được nữa. Và dù cái vụ kiện của Nguyễn Anh Tú không có đi nữa thì chúng tôi tin tưởng rằng 5 năm, tối đa là 10 năm là tổ cộng đồng không còn ai chống đối. Bởi vì hãy nhìn lại coi những đứa con của tôi này, và những đứa con của hàng xóm này, những cái tuổi trẻ Việt Nam ở bên Mỹ, có ai tham gia vào tổ chức Việt Tân không? Rất là ít những người trẻ. Nghĩa là đi ra thì không có nghề nghiệp, họ làm việc có lương, được trả tiền lương. Như ở Lily Nguyễn Ngọc Hiếu đã được gài vào cho làm cho nhân viên của bà Loretta Sanchez. Kỳ này bà Loretta Sanchez, bà dân biểu, bà mất chức dân biểu rồi. Nhưng bà cũng có nằm trong cái vụ kiện của Nguyễn Anh Tú. Một cái vụ kiện khác, nó liên quan tới đài RFA và cái sự ủng hộ của Đảng Việt Tân đối với lại bà Loretta Sanchez. Thì cái vụ kiện đó được đưa ra Ủy ban Tổ chức Bầu cử của Hoa Kỳ. Hai vụ kiện, thưa quý vị, không phải một. Vụ kiện cái Ủy ban Tổ chức Bầu cử Hoa Kỳ là Tổ chức Việt Tân đã ủng hộ tiền cho bà Loretta Sanchez ra ứng cử bất hợp pháp. Còn một cái vụ kiện đó ở thành phố Houston với tòa án liên bang, là cái vụ kiện đó bao gồm cho tất cả là rất nhiều tổ chức, từ đài RFA cho tới cái tổ chức mà công ty mà bố mẹ của RFA là BBG, rồi những cái công ty kế tiếp và một vài cá nhân, và 10 người Nguyễn Thanh Tú không có để tên tại vì không biết họ là ai. Nhưng mà theo luật tòa án, khi mình ra tòa thì đương nhiên những người kia sẽ khai. Thí dụ như là ông Bạch Đằng Giang, thì ông Bạch Đằng Giang là ai, lúc đó sẽ phải khai ra thôi. Nói này là chết Việt Tân. Bộ Công an Việt Nam đã công bố Việt Tân là tổ chức khủng bố và các thành viên cầm đầu là kẻ khủng bố để truy nã quốc tế, thì chắc chắn là họ sẽ có rất nhiều chứng cứ để chứng minh và hiểu rất là rõ thủ đoạn lừa đảo cộng đồng và thủ đoạn khủng bố của Việt Tân. Thế thì tại sao ông Tú không liên hệ với Công an Việt Nam hay là Bộ Ngoại giao Việt Nam để đề nghị cung cấp bằng chứng cho vụ kiện của ông ạ? Tôi có hỏi câu hỏi đó với Nguyễn Anh Tú. Nguyễn Anh Tú nói rằng á, những cái tài liệu của bên Công an Việt Nam cháu không cần, bởi vì những cái tài liệu đó của Công an Việt Nam nó chỉ quan tâm tới vấn đề an ninh của nước Việt Nam, tức là khủng bố đối với người Việt Nam. Và trong khi đó chính phủ Hoa Kỳ quan điểm rằng là một tổ chức khủng bố là phải có vũ khí và phải có bạo lực ở trên đất nước Mỹ. Thì bây giờ tổ chức Việt Tân họ là một tổ chức hoạt động mấy chục năm nay, họ ngoài cái vụ ám sát đó đã bị chìm xuồng, thì bây giờ qua cái vụ án này họ sẽ khui cái vụ đó ra lại thì nó hạ hồi phân giải. Nhưng mà cái vấn đề mà dùng cái những tài liệu của bên nhà nước Việt Nam á, thì cũng chỉ chứng minh phần nào với sự xâm nhập của những kháng chiến quân vào trong đất nước Việt Nam qua những cái như là những cái Mai Văn Hạnh hay là Trần Văn Bá đấy kia, thì nó cũng không đủ thuyết phục tòa án Hoa Kỳ để kết tội tổ chức Việt Tân. Nhưng mà những cái tài liệu mà Nguyễn Thanh Tú đang có đó, là tại sao nó từ ngay trong nội địa của Hoa Kỳ, là từ Sở Thuế này, từ FBI này, từ có cả những tài liệu của CIA nữa ở bên nước ngoài. Và những tài liệu AC Thompson, ông ta đã đi qua cả Thái Lan, Nhật Bản, vùng Tam Giác Sắt và Nhật Bản để mà điều tra về tổ chức Việt Tân. Thì do đó, đó những cái tài liệu của Nguyễn Thanh Tú mà dùng đó, nó có giá trị hơn là những cái tài liệu của bên Công an Việt Nam. Tuy nhiên
không phải là không có hữu lý như là câu hỏi của Tú Nhi. Bởi vì nếu mà công an Việt Nam mà cung cấp, nó sẽ bổ túc thêm những cái gì mà Nguyễn Thanh Tú đang tố cáo đây là một tổ chức khủng bố. Thì trong cái vụ kiện mà nếu mà xảy ra đó, Nguyễn Thanh Tú chắc chắn sẽ dùng một cái thư, cái công bố, công báo của Bộ Công an Việt Nam tuyên bố Việt Tân là một đảng khủng bố. Thì Nguyễn Thanh Tú sẽ nói, luật sư sẽ nói là thưa quan tòa, không phải là thân chủ của tôi nói cái tổ chức này khủng bố, mà đây cả chính phủ Việt Nam cũng nói là đây là tổ chức khủng bố, và đây là bằng chứng, là báo cáo. Và có thể là lúc đó thì nếu mà tòa muốn xét thì tòa có thể yêu cầu nhà nước Việt Nam ra là một nhân chứng để trả lời những câu hỏi của luật sư bên kia. Thế luật sư ở bên phía bên Việt Tân có thể hỏi luật bên đại diện của nhà nước Việt Nam, luật sư hỏi các ông tố cáo thân chủ tôi là khủng bố thì các ông có bằng chứng gì hay không, thì những cái điều đó có thể là sẽ được sử dụng chứ không phải là không. Tôi nghĩ rằng là hiện tại bây giờ đó Nguyễn Thanh Tú tránh càng ít liên lạc với Việt Nam càng nhiều càng tốt, bởi vì Nguyễn Thanh Tú không muốn bị cái nhóm Việt Tân cũng như những cái nhóm cực đoan ở bên đó lấy cớ rằng Nguyễn Thanh Tú là một con cờ do Cộng sản giật dây để mà đứng ra thực hiện. Vậy họ đã nói rồi, tại sao ba mươi mấy năm không im lặng thì tự nhiên đi thương? Cái những cái câu hỏi đó tôi thấy những câu hỏi rất là ngây thơ. Họ không đi thưa là tại vì họ chưa có tài liệu, bây giờ họ có thêm tài liệu, những cái tài liệu quý giá thì họ đi thưa, cái gì đó chuyện rất là bình thường. Để nói là không thưa những người mà ám sát bố mình chết mà bây giờ đi thưa cái đảng Việt Tân, anh đã làm mất chính nghĩa của anh, bởi vì rõ ràng anh là vì Việt Cộng giật dây, người ta chỉ có Việt Cộng chống Việt Tân thôi, còn đâu có ai chống Việt Tân. Thế những cái lập luận như vậy đó là lập luận cũng rất là con nít. Tôi nói là lập luận ở đầu đường xó chợ, còn như lập luận ở tòa án là không có. Tòa án nói bằng nói có sách, mách có chứng. Và Nguyễn Thanh Tú không liên lạc với lại bên nhà nước Việt Nam cũng như là bên công an Việt Nam, mà lại phải đi về Việt Nam một cách nghĩa là bán công khai, tức là đi như một hình thức du lịch. Trong cái cuộc du lịch đó thì tiếp xúc với thành viên của đảng Việt Tân. Thì chúng tôi nghĩ rằng nhà nước Việt Nam cũng đừng buồn phiền cái chuyện đó. Và theo tôi nghĩ rằng nhà nước Việt Nam cũng lại không muốn nhúng tay vào cái chuyện đó. Thật sự như vậy. Bởi vì nếu mà nhà nước Việt Nam mà nhúng tay vào cái chuyện của Nguyễn Thanh Tú, nó sẽ mất đi cái chính nghĩa của Nguyễn Thanh Tú, và mất đi với lại cái sự mà cái quan ngại đối với lại nhà nước Hoa Kỳ, với chính phủ Hoa Kỳ. Và tại sao lại anh cứ để ý vào cái tổ chức của nước ngoài như vậy, đại khái như vậy. Mặc dù bây giờ đó là chính bên FBI cũng đã xác nhận rằng Việt Tân là một cái tổ chức là gọi là bất hợp pháp. Các cộng sự có nhiều niềm vui và sức khỏe. Chúc kênh KBC Hải Ngoại sẽ ngày càng thành công và đem thông tin được đến với nhiều khán thính giả hơn nữa. Vâng, thưa quý khán giả, trước hết là cảm ơn tất cả anh em Cờ Đỏ Hà Nội đã có một cái nhã ý để mà tiếp xúc với chúng tôi, mặc dù thời giờ rất eo hẹp, và cái nhưng mà chúng tôi cũng vì cái lý tưởng chung, vì mục đích chung, và vì cái sự gọi là làm sạch cái xã hội mà chúng ta đang có những cái khúc mắc về những cái tổ chức mà gọi là dẫn dắt cái dư luận trong nước cũng như là dư luận ở hải ngoại có những cái định kiến và cái nhìn sai lầm về nhà nước Việt Nam. Thành ra chúng tôi nhận lời cái cuộc phỏng vấn này để muốn đưa lên càng nhiều những cái chi tiết mà làm cái sáng tỏ vấn đề một cái tổ chức Việt Tân ở hải ngoại, hoặc là những cái cơ quan ngoại vi ở trong nước qua những cái tổ chức như là No You hay là những hội anh em dân chủ, những cái mạng blogger và những cái nhà báo tự do. Thì thưa quý khán giả,
Hy vọng rằng là cái buổi nói chuyện này sẽ đưa cho đến quý vị thêm một những cái nhìn về cái sự mà trưởng thành, cái nhận xét của chúng ta trong cái vấn đề tại sao tổ chức Việt Tân không được ai thích hoặc là không được cộng đồng Việt Nam ủng hộ giống như những ngày đầu tiên, là bởi vì kết luận chúng tôi không muốn bị lừa nữa. Thế thôi.